Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm, của Tâm Tâm ở Cần Thơ nè. Và hôm nay thì trong video này, vào buổi trưa thì Tâm Tâm chia sẻ đến cả nhà về quang cảnh hiện tại ở Cần Thơ trên con đường 3 tháng 2 dẫn lên cầu Cái Răng. Và hôm qua đến giờ thì Tâm Tâm không có thời gian để mà làm video chia sẻ đến cả nhà về tin tức ở Cần Thơ. Tại vì mình đi công chuyện, mình đi về Sóc Trăng đến cả ngày luôn, và tới tối thì mình mới lái xe về tới nhà lận. Cho nên là khi đó thì cũng khá là trễ rồi, lên video thì cũng rất là trễ nữa. Cô chú anh chị cũng không có thức để mà xem đợi Tâm Tâm được. Thì hôm qua Cần Thơ của mình cũng hơn 700 ca nhiễm và số ca khỏi bệnh thì cũng hơn 700, gần 800 thôi. Số ca khỏi bệnh của ngày hôm qua thì không có nhiều như là những ngày trước ha. Và nói chung là những ngày gần đây thì Cần Thơ tầm khoảng là 700 hơn số ca nhiễm mỗi ngày. Mỗi ngày thì cứ 700 vậy đó. Trung bình thì 14 ngày là khoảng 10.000 mấy ca nhiễm. Và hiện tại thì mình đang chạy lên trên cầu Cái Răng nè. Hôm nay thì sao nhìn thấy cầu Cái Răng á, có một số chỗ giống như là nó bị gãy những cái dải phân cách ở giữa nè. Và có dịp á, thì Tâm Tâm cũng sẽ đi quay những cái ngôi chợ, những cái chợ quê ở Cần Thơ và có thể là ở xa hơn nữa để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn luôn. Tại vì cuộc sống bình thường mới rồi thì chúng ta cũng quay trở lại với đời sống bình thường, sinh hoạt bình thường. Và mình cố gắng phòng chống dịch, cố gắng giữ nguyên nguyên tắc 5K, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K để mà chúng ta giữ sức khỏe cho bản thân mình ha. Tốt nhất là không nên để mình bị thành F0, chứ không nên suy nghĩ là ai cũng có phải trở thành F0 một lần. Thì cái đó mình nghĩ là quan điểm đó thì hơi kỳ kỳ một chút á. Tâm Tâm không có đồng ý với quan điểm đó cho lắm. Thì cái đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Thì cô chú anh chị nào mà không có cùng quan điểm với Tâm Tâm á, thì đừng có la Tâm Tâm nha. Tại vì có nhiều khi mình nói trên đây thì tùy theo quan điểm cá nhân của mọi người. Thì nói chung là cái quan điểm của mình không gây ảnh hưởng tới ai hết á, thì thôi. Mình giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình để tốt cho gia đình và bản thân mình. Nhiều gia đình thì có con nhỏ nè, cũng như là có người lớn tuổi, thì tốt nhất là mình nên cẩn thận phòng tránh nhất có thể luôn á. Rồi nãy giờ thì mình chạy trên cầu Cái Răng và có cái biểu tượng là chữ chợ nổi. Chợ nổi xin chào và chợ nổi hẹn gặp lại ở hai bên á. Rất là lâu rồi, mình cũng rất là nhớ cái hương vị mà được lên đên trên sông nước chợ nổi Cái Răng, tận hưởng những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ nè. Và những cái món ăn rất là dân dã, bún riêu, bún nước lèo, cà phê sữa, rồi trái cây trên chợ nổi Cái Răng á, rất là vui luôn. Và hy vọng là một ngày gần đây Tâm Tâm sẽ có những cái video mà quay về quang cảnh du lịch Cần Thơ nè, đi chợ nổi Cái Răng, đi vườn dâu, đi những cái khu du lịch, rồi chia sẻ đến cả nhà review để cô chú anh chị thấy khu du lịch nào, thấy những cái địa điểm nào mà vui nè và vừa hợp lý nữa, với lại không có đông đúc cho mấy thì mình tới đó chơi vừa an toàn lại vừa vui nữa. Bây giờ thì mình tiếp tục chạy xuống qua khỏi cầu Cái Răng rồi. Và cái quang cảnh này thì cũng đông đúc nè, tại vì buổi sáng á, thì khung cảnh nhìn rất là vui mắt đúng không? Trời nắng nè, nắng vàng rất là đẹp của mùa xuân. Sắp tới Tết rồi cả nhà ơi, còn vài ngày nữa thôi là tới Tết Tây rồi, 1 Tây tháng 1 năm 2022. Thì hy vọng là sẽ có một cái Tết thiệt là vui, thiệt là đầm ấm, bình an và sung túc nữa. Cho một năm 2022 thiệt là thịnh vượng luôn. Và con Covid này nó sẽ bay đi thiệt là xa và biến mất luôn, không có xuất hiện nữa, để bà con mình ai cũng có thể làm ăn buôn bán, sinh hoạt bình thường và thiệt là hạnh phúc. Đó, cái điều mà Tâm Tâm lúc nào cũng mong mỏi hết. Và ai ở xa quê á, thì cũng có thể về thăm quê, về chơi. Rồi mình thăm quê mình rất là lâu ngày rồi, ai cũng bình luận cũng nói là rất là nhớ quê hương Cần Thơ nói riêng và Việt Nam mình nói chung. Thì rất là nhiều những ai ở xa quê bây giờ đang rất là cần cái hương vị của mùa xuân của quê hương ha. Và video này á, là video đầu tiên Tâm Tâm quay, mình quay cái đoạn đường mình đi về Sóc Trăng. Và trong những video kế tiếp nữa thì Tâm Tâm cũng sẽ quay chia sẻ đến cả nhà nhiều hơn về con đường mình đi từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng hiện tại ra sao. Sau khi mà cái thời gian giãn cách nó đã trôi qua rồi và hiện tại thì bình thường rồi, sẽ như thế nào đây? Mình đi thì mình cần cái gì và mình như thế nào? Thì Tâm Tâm cũng sẽ quay chia sẻ hết với cả nhà luôn. Tại vì rất là lâu rồi mình mới có dịp mình đi về Sóc Trăng. Có công việc thì mình đi về Sóc Trăng thôi.
Đó, bây giờ mình đậu đèn đỏ. Lúc trước ở đây đâu có đèn đỏ đâu, thì cái đèn đỏ này là mình nghĩ là cũng mới lắp ở đây khoảng vài ngày thôi, tại vì cách đây vài hôm á, Tâm Tâm có chạy xuống hướng này thì mình chưa thấy đèn đỏ này ha, cách đây chắc vài ngày thôi. Bây giờ đèn đỏ ở đây cũng để như là giảm bớt cái tình trạng mà ùn ứ xe cộ đó, tại vì cái đoạn đường này là đường dẫn vào thành phố mà nhìn thì nó khá là nhỏ, chỉ có một làn xe ô tô mình chạy thôi, mình chạy từ từ, còn một bên là xe nhỏ hai bánh. Thì mình thấy là cái đoạn đường nhỏ thì nên lắp đèn đỏ thêm để tránh cái tình trạng ùn ứ và quay đầu xe của các cái xe lớn á. Rồi thì hôm nay một video ngắn chia sẻ về quang cảnh con đường dẫn ra khỏi thành phố Cần Thơ thôi, Tâm Tâm chia sẻ đến cả nhà. Và những ngày gần đây thì thực sự thì các cô chú anh chị và các bạn, có một số cô chú anh chị và các bạn vẫn quan tâm đến cái tình hình dịch bệnh, nhưng mà tuy nhiên thì cũng có khá là nhiều người lơ là. Mình nghĩ là cuộc sống bình thường mới rồi, bình thường mới cho nên là cũng khá là ít quan tâm tới là bao nhiêu ca bệnh, nhưng mà thực sự mà nói thì chúng ta vẫn nên thật sự rất là cần phải quan tâm xem là tình trạng Cần Thơ hiện tại là như thế nào, có bao nhiêu ca bệnh, các ca bệnh phân bố ở các quận huyện nào, để mà mình biết và mình phòng tránh, để mình tuân thủ 5K nghiêm ngặt hơn. Tại vì cái đó giống như là một cái hồi chuông để mà mình đánh thức cái bản thân mình không nên lơ là với tình trạng dịch bệnh bây giờ ha. Và cả nhà ủng hộ cho Tâm Tâm á, thì hãy nhớ bấm like cũng như là bấm đăng ký kênh nếu như mà mình chưa đăng ký, và nhấn vào chuông báo để nhận thông báo mới nhất khi Tâm có video mới nha. Và cũng để ủng hộ Tâm Tâm thì hãy bấm đăng ký kênh Nét Đẹp Tây Đô và đón xem những video ẩm thực và giải trí bên kênh Nét Đẹp Tây Đô của Tâm Tâm và Bà Mẹ Quê nữa. Còn bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây, một video ngắn thôi. Và tại vì mình hiện tại cũng khá là bận, nhưng mà cũng tranh thủ lên video để thông báo về tình trạng hiện tại của Tâm Tâm và cũng như là của Cần Thơ nữa, để chia sẻ đến cả nhà luôn. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ và sẽ có một kỳ nghỉ lễ Tết Tây thiệt là vui nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.